Tối ngày 17 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ sám hối danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về tham dự. Như thường lệ, vào các ngày 8 và 23 âm lịch định kỳ hàng tháng, Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ sám hối danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Việc thực hành thường xuyên này nhằm hướng mọi người trở về với bổn tâm thanh tịnh, lan tỏa năng lượng bình an, xoa dịu bao nỗi sợ hãi được khơi nguồn từ tham sân si và những tất bật của cuộc sống mang lại. Từ đó, con người sẽ trở nên an hòa, hạnh phúc hơn. Buổi lễ được diễn ra theo nghi thức truyền thống. Đại Đức Thích Tâm Trịnh xướng lễ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và sau mỗi danh hiệu ngày, đại chúng cùng hòa theo Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Với năng lượng tỏa ra từ sự chí thành, chí kính của đại chúng, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc. Nơi đây con quỳ muôn vàng tạ ơn Phật Thích Ca.